Là nhà trai á, bên dắt cái chài gái là bên đây đó, khán giả thì quá xa, không nhận hay ở xa dữ hay vậy là sáng là ngủ cái bắt đầu rửa mặt xong rồi nó hồ qua bánh dòm vậy đó ha. Bên kia thò qua gì, bên kia thò qua dòm coi nén dây thức chưa hả? Vậy đó ha. Rồi ngày nào cũng vậy chứ nha. Rồi ngày nào cũng mua trà sữa vậy đó ha. Ngày nào cũng mua trà sữa. À, từ khi mà cưới nhau rồi lúc đó còn mua trà sữa không? Không, nghĩ mua rồi. Lúc đó là khác rồi không? Sao dạ. Mình không đòi nữa, nói gì? Sao không đòi nữa? Rồi. Cưới chứ. Không được. Lúc đó là nó rút rồi. Rút lại. Ngăn lại. Rút lại. Không, nếu mà lúc đó tới giờ mà nén gì mà đòi trà sữa chắc. Cái này cái thùng phi à. đợi lần này là trùng cùng cái thùng phi luôn. Lấy thùng phi mà đựng luôn. Hai vợ chồng với đứa con ở đây gì đó hả? Hai chồng mình ở cái chỗ này lâu chưa vậy? Lâu rồi, gần năm rồi đó. Gần năm tùm. Thành năm tiếng. Trần đò là tê. Chắc nhiều khi nhớ không chính xác ha. Hơn hả? Hơn năm hả vậy? Không, năm tới đó. Thì gần năm đúng rồi. Thì gần năm tới một năm là cũng gần năm là đúng rồi đó. Đây thì cô gái... Cho bà ngoại là ai? Bà ngoại là ai? Bà ngoại là bà này. Dạ. Bà ngoại ơi, con thấy là cái cuộc tình của hai đứa này thấy nó cũng lạ quá. Tại vì nhà nàng ở cạnh nhà tôi, nó kế bên à. Mà lúc đó là đà đát đó, nó qua nó thập thò hay gì không ngoại, để ý cháu mình hay gì? Cũng để ý cháu mình, thì dụ đi nó cũng hơi làm biếng, nói thiệt nghe. Yeah. Đi tu rồi trời Phật rồi, phải đi lo làm ăn mà không có vốn, đi mò ốc mà nó ngủ trễ mò cua vậy ngoại. Ai là nén gì hả? Dạ, hai chồng nó đi luôn đó. Đi nữa, đêm nữa hôm bỏ con nhỏ này. Mấy con hỏi lúc ban đầu kìa. Ban đầu thương nhau hả? Dạ. Đúng rồi, ban đầu thương nhau á. Mẹ bên chồng nó đi nói ông đàng hoàng đó. Đầu tiên ông kêu, ông nói mày đừng có đi họ. Thưa đi, cười ai cười con Di cho người ra đi. Bị tôi thấy cha tôi khổ quá. Nó khờ quá, sợ đi xa người ta. Ở sát bên mày hỏi tao, đi tao lấy cái 5 phân vàng. Không có lấy nhiều đâu. Người ta lại cưới, người ta cho một cây, không cho. Đi xa quá, ai tới Kiên Giang là ông xin không cho cha. Nè, mày cưới đi, tao cho. Mày cho nó nhiêu cho, người ta cho đâu bông đeo vậy đó. Lúc trước thằng này bệnh nè. Này bệnh ung có bán. Để coi nó, bệnh nó mới, ung xài mới vậy đó. Thấy con cháu rể được không mà gả cho con cháu rể này vậy? Cái này không biết nó kiếp trước à, lắm cũng là duyên nợ của người ta, mình cũng không biết được sao. Thiếu gì người thương nhỏ này cũng đẹp gái lắm. Đúng rồi, đẹp gái. Mà ông suy nghĩ chắc là duyên nợ của người ta, ông kêu người ta lợi. Mày hỏi đi, tao sợ đi ở xa, người ta cũng có đầy đủ ăn vậy đó, mà đi xa tội nghiệp cho cháu. Sợ người ta biết cháu vậy, thấy cháu nó khờ quá. Mà gặp thằng này khờ luôn, nó chết luôn. Khờ đâu, có khờ không, có khờ nữa đó. Không. Coi, có khờ đâu, có con đứa kìa khờ nào. À. Nói thiệt chứ, có trời Phật. Ông sai à con à, con làm vậy đi. Giờ ông bà hút lông gác rồi con phải chờ đi. Nín thinh, trao gụ con vậy, trao rễ con vậy. Bà nắm đi rồi bà kêu đi. Không đi. Mà bây giờ nó khờ đi mà nó thương vợ được, nó thương cháu mình được rồi bà ngoại ơi. Phải không? Dạ. Thằng này con cọp và thằng này con chó. Con tưởng gì? Tưởng gì? Con cọp là hai mươi mấy tuổi nè. À. Con nhỏ này con chó hồi lúc tôi cho gặp thằng này là cũng mẹ cọp gì? Ngang cọp gì? 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 Cọp gì?
Trời ơi, cháu gãy nó bị nó chạy đi kêu người ngoài, người dân nó nói em. Cặp đi em ơi. Con chó. Con chó. Con chó hả? Trời ơi, cặp yêu con chó nha. Rồi con cặp có yêu con khác không? Con gái không? Có yêu con khác không? Yêu con khác không? Có không? Cặp yêu không? Có. Không có hả? Có yêu không? Có yêu không? Không không không. Không. Anh Hùng mà anh gượng. Không. Hùng mà gượng là gì vậy? Vui ha. Bởi vì nên nén gì là thương trọng quá nhiều. Trời ơi. Hai vợ chồng đứa con rồi sao nó chọc. Cái đó kêu. Nó ngon không? Nó ngon không? Mắc cười. Trời. Rồi có vậy cháu gãy thì cháu dặn được nha. Bởi vì đâu có dặn chồng được đâu. Còn còn bên kế bên nhà đây là chị mấy? Kế bên nhà đây chị ba. Chị ba hả? Ờ cái này là bên đàn trai nè nghe quý vị. Đây bên đàn trai nè. Còn đây là bà ngoại. Đàn trai, đàn gái, đàn gái, đàn trai, đàn gái. Đàn trai. Kêu quay đi. Quay ơ quay đi. Đâu thôi. Không, chắc có lúc tới lúc mà có thi tên gì qua nè. Gì? Đà Đát. Đà Đát mà muốn hôn vợ cũng làm bộ liệu luôn. Có không? Bởi vì đó, theo là anh nghĩ là nếu gì thương Đà Đát là vấn đề đó đúng không? Dạ. Thương cái khờ với thương cái là chồng mình thiệt tình hay sao? Thương cái liệu dạ. Đơn thương thằng liệu á. Cái thương thằng liệu á. Thương phúng. Trời ơi. Vậy cũng để cho hôm ngoài luôn hả nén gì? Phán chết. Mặt thọ luôn kìa. Đỏ mặt luôn kìa. Ôi đỏ mặt thiệt luôn kìa. Đâu quay đây. Chuyện kia đỏ mặt nhớ kìa. Đây là cái Đà Đát này là như tình trạng vậy là sao mà như vậy? Sốt cơ thể. À bị là nhỏ vậy? Nhỏ. Liệu từ nhỏ hả? Liệu từ 16 tuổi. À vậy đó hả? Đã động cơ sao mà liệu 16 tuổi làm thành phố á. Đó sao mà động cơ sao anh liệu? Là giỡn á hả? Biết dạ. Quen hay gì? Rồi quen. Giật mình làm công ty quen nhau. Dục chơi đó. Dục chơi tao. Đi rồi. Rồi. Đó đây đàn trai nha, chị ba đó nha. Cái nhà kế bên. Kế bên. Không có sai gì đâu nha. Anh nói nghe nè là lỡ người gái khác ngồi kế bên có liệu kiểu đó không? Có. Có rồi hả? Mua quần áo nè, Út nè, đi học nè, gần học. À Đà Đát ơi, thí dụ nha nè, không phải bên đây không phải vợ đi mà liệu lỡ có khi nào liệu vậy không? Gái khác, người khác khác còn kế bên có liệu tới không? Chắc tới công chuyện với nó nghe. Lúc đó kìm dữ lắm mà nghe. Lúc đó chạy ra ngoài ghét hay gì? Dạ. Nói gì không nói gì vậy? Gì không nói gì chắc cỡ. Chắc có lẽ là không nói gì hát hay lắm không? Hát hay dạ. Biết hát không? Biết. Mày hát à? Hát tiếng Khmer hay tiếng gì? Khmer. Tiếng gì? Khmer cũng được. Dạ hát Khmer đi. Hát Khmer đi. Hát bài Khmer. Hát rồi múa luôn đó nha. Ít biết nhạc cái hát quá. Hả? Sưng tức mà teo ba say đơn. Ít biết nhạc hát. Mà có thuộc bài nào không? Thuộc bài Việt không á? Thuộc bài nào cũng được. Ngắn ngắn thôi cũng được. Dạ bây giờ vừa hát vừa múa cho thằng trọng liệu nó múa theo nè. Em ơi họ đã xa rồi bên hai người ta sân đôi. Sao ai trong mong một người chỉ biết làm em khóc. Cô đơn sống tôi một mình thân em nặng mang chữ tình. Bao câu tin nhắn người ta đã vội tặng tình. Anh đâu thấy em buồn em mệt vào ướn tuôn. Để những cơn mưa gió dành hết đi những lời hứa.
em đâu còn có quan trọng trong tim của người ta nữa. Đứng giữa hai người em chỉ như một kẻ sư thừa. Người ơi họ đã thay lòng mà sao em còn đợi mong. Xin giữ đôi tiếng trong lòng không vì ai kia có đáng cầm. Họ khơi đi đến chân trời mà không thương em. Ca sĩ đâu mà nói gì vậy? Trời họ đã vùng lên xa cánh em yêu một người mới. Xin giữ những thơ vô vọng. Người ơi em có đáng không? Ngừng mưa sẽ thấy cầu ông. Bao giông rồi cũng sẽ qua. Hãy quên anh ta đi à. Đừng để bản thân không ngã. Người vợ thương em ngay ấy con à. Sau mấy lâu em chẳng nhận ra. Tới cùng chị. Rồi ông này ông liền nhiều lắm á. Liền nhiều quá chứ ít đâu. Liền nhiều. Ôi. Cái ông quay đám lắm. Quay cái đến chỗ của hai em đã quay cho khán giả xem cũng có những cái đoạn giải trí rất là vui nha khán giả. Và thật sự là cái em Đa Rách này là liệu thiệt đó khán giả. Có nhiều người ta làm bộ nhưng mình thấy không phải làm bộ rồi đó. Đi con chọc à. Ngoài cái hài hước vui vẻ ra thì đây là cái hoàn cảnh của hai vợ chồng. Đó. Ở phía ngoài trước này. Người ở trong thì Đa Rách thì là bên người dân tộc Khmer.